Quá trình Gustafsson và đột phá của Gustafsson. Vẫn là đội tuyển U23 Thái Lan, Ben Davis đứng chuyền ngang. Cơ hội dứt điểm 1-0 cho U23 Thái Lan, cực kỳ đẳng cấp. Những tình huống phối hợp ăn ý và sau đó là một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp. Đó là Wirathep, người đã khai thông quy tắc trận đấu này cho U23 Thái Lan. Như vậy là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu đã đến ở phút thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên. Khi nhìn đội nhà thi đấu ở hiệp 1, rất nhiều những cổ động viên của U23 Thái Lan đã lo lắng nhờ những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mano Polking đã giúp cho cầu thủ U23 Thái Lan bắt đầu thi đấu khởi sắc từ đầu hiệp 2. Và ngay những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, U23 Thái Lan đã có được bàn vươn lên dẫn trước. Pha xoay sở và dứt điểm rất đẳng cấp của Wirathep, một trong ba cầu thủ quá tuổi của U23 Thái Lan ở SEA Games năm nay. Ben Davis chính là người đã thực hiện pha kiến tạo tình huống xử lý xoay người, loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm rất gọn, quyết đoán, rất nhanh. Chúng ta vừa được xem lại